Người yêu hơi ngàn lần xin tha thứ. Dâu dài nhỉ? Mới hôm qua mà cắt xong rồi, nay đã mọc dài này rồi. Quên mất quay video lại quên không cạo râu. Nhưng mà rõ ràng là mới hôm qua hôm kia mình mới cạo xong, xong hôm nay nó mọc nhanh thế nhỉ? Mẹ nhỉ nó. Tốt gì ông tốt, đi tốt lông, tốt râu. Thế mới đẻo. Đang định quay video cho các bạn xem thì cái nhà phía dưới bật nhạc cải lương. Thế cứ chán khùng. Rồi lại còn nhà Lào đang đằng kia đang xây xước cái gì, cắt xén cái gì, máy cắt máy đục đẽo ấm ít cả lên. Mất công mình. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Nguyễn Đông. Quên nhầm, kênh YouTube của Nguyễn Đông. Video này nhá, có bạn nào biết tới con chuột không? Con chuột. Ví dụ như là chuột nhà này, chuột cống này, chuột đồng này, chuột rãnh này. Thậm chí là cả cái con chuột mà các bạn chơi trong con game, chơi trong con net ấy. Nhưng mà các bạn không thể nào biết được cái con chuột mà tôi đang cầm đây. Con chuột này nó khác hoàn toàn với những con chuột mà tôi vừa liệt kê cho các bạn nghe. Chuột này là chuột xịn, chuột VIP. Nói đùa thế thôi, bốc phét tí thôi. Các bạn xem tiêu đề video và các bạn xem cái ảnh thu nhỏ video là các bạn biết trên tay tôi đây đó chính là con chuột gì rồi. Vâng, đây chính là pháo chuột. Nhưng mà khoan đã, pháo chuột nó chỉ là cái thời điểm hiện tại này thôi. Còn một lát nữa tôi sẽ biến pháo chuột thành pháo rocket. Ok, tôi và các bạn cùng nhau bóc hộp ra để xem cái con chuột này bên trong nó sẽ như thế nào nhá. Và đây chính là 10 chú chuột điện nha. Ồ, cái đầu đâu? Đầu con chuột đâu? Không có đâu. Rõ ràng hồi trước là mình mua con chuột là ở đầu nó có một cái mũi tròn tròn lên, nó giống như quả tên lửa. Chuột này chuột mất đầu. Đây chính là chuột điện. Và đây chính là dây điện để chúng ta kích pin, kíp đánh lửa. Chúng ta chỉ cần lấy cục pin con thỏ thôi, pin nhỏ thôi, ở trong cái điều khiển tivi ấy, chập hai cái đầu dây điện này vào là nó sẽ đánh lửa. Sau đó là sẽ bắt lửa vào đây. Đây, các bạn nhìn chưa? Nó sẽ bắt lửa vào đấy và sẽ đẩy con chuột đi. Nhưng mà video ngày hôm nay tôi sẽ buộc thêm một cái đoạn que dài ra như thế này. Sau đó thay vì dùng cái kích điện này, tôi thay bằng dây cháy chậm. Và sau đó tôi sẽ chế thành quả pháo rocket. Không biết là có thành công hay không, các bạn cùng theo dõi hết video này nha. Ok, 3, 2, 1, let's go. Rồi ok các bạn ơi, vậy là sau một khoảng thời gian rất là ngắn luôn, tôi đã chế tạo được tổng cộng là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7. Tổng cộng là có 6 quả rocket thôi nhá. 6 quả rocket là chế từ pháo chuột ra. Đây, đây chính là pháo chuột. Còn riêng quả này, đây chính là một quả rocket được một bạn nào đó gửi tặng cho tôi. Đấy, quả này mới gọi là rocket chính hãng này. Còn mấy quả vàng vàng đây chỉ là rocket chế từ pháo chuột mà ra thôi. Đây chính là pháo chuột này, 4 quả luôn. 1, 2, 3 này, kia nữa. Đấy, 4 quả. Tôi đã căng dây thép ra đây. Căng dây thép tít ra mãi đằng kia. Tóm lại là rất là xa luôn, nó phải rơi vào tầm khoảng 100m hoặc là hơn 100m. Thấy bảo là con chuột này chạy được tầm khoảng 100m thì đây tôi căng chắc phải tầm khoảng 120m luôn. Bây giờ không linh tăng lên thuyền nữa, bây giờ tôi sẽ chơi trước là 4 con chuột ở trên dây thép, sau đó là đến 6 con chuột rocket đây, và cuối cùng cái quả rocket chính hãng này sẽ là chơi cuối cùng nhá. 1, let's go này. Để xem nó chạy xa tới đâu nhá. Công nhận là con chuột này nó hú rất là to luôn các bạn ạ. Nhưng mà không thể nào chạy được 100m. Rát tai luôn, nghe thích vãi chưởng ra. Chỉ chạy được nửa giây thôi là hết cỡ rồi. Ok, quả cuối cùng này. Ui, quả này xa nhỉ. Quả này may ra được tầm khoảng 100m này, hoặc là 80-90 gì đấy. Sau khi chơi tổng cộng là 4 quả pháo chuột ở dây thép, tôi cảm giác là nó không chạy được tầm khoảng 100m ấy, chỉ được tầm khoảng 50-60m là cùng. Tiếp theo là chúng ta sẽ chơi pháo chuột nhưng mà đã đổi thành rocket. Quê nặng quá. Rồi ok, quả thứ 3. 3, 2, 1, let's go. Nghe điếc hết cả tai các bạn ạ. Ui, quả này bay cao này. Có khi là thuốc của nó chỉ được tương đấy thôi, nó không thể nào bay lên được ấy. Trên đây hai còn hai quả, chú lấy băng dính cuốn nốt vào chơi lốt. Tóm lại là chơi pháo chuột này là ok đấy. Căn bản là cái thuốc ở trong pháo chuột này nó hơi ít, còn hai quả cuốn nốt.
Hồi trước anh chơi bắt chuột cơ, là ở đầu nó có cái kiểu dạng nhọn 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 ấy. Đấy, nó bay nó mới thả. Ờ, nó tù tù thế, lần này anh mua nó lại không cho cái đầu nhọn như thế. Để tí nữa về anh nhắn với thằng shop kia để xem như nào gửi cho mình, toàn cái vớ va vớ vẩn. Dây thép đây, từng đây dây thép nó phải rơi vào tầm khoảng 200 mét nữa. Vừa lấy mới căng được tầm khoảng 120 mét thôi. Thế mà nó kêu pháo chuột chạy hơn 100 mét. Mẹ nó có quảng cáo nó bán lên lấy tiền. Chạy được 50 mét. Giờ các bạn nhá, còn 2 quả thôi. 3, 2, 1, let's go. Quả đầu tiên. Mong là quả này sẽ bay cao và bay xa nhá. Má trưởng. Khựa ơi. Khựa một kiểu đếch gì nó còn không lên nổi. Má trưởng. Hay là que ngắn quá nhỉ? Ừ, que ngắn quá. Ok, và đây là quả cuối cùng các bạn nhá. Đây này, khựa rút cây dây ra, rút cây chui chui cam cam ra. Đấy, vứt đi. Đây chính là dây của nó các bạn này. Đấy, quả này được một người bạn tặng cho, gửi cho, nhưng mà không biết chơi như nào, chỉ thấy bảo là cắm que vào thôi. Thì đây, tôi cũng cắm que đây, nhưng không biết là nó có lên được hay không thì tôi không biết. Quả cuối cùng, 3, 2, 1, let's go. Đẹp quá nhở. Cái này lỗ bé tí. Tắt bả rồi sao ấy. À đây kia, hàng hàng cháy, hàng cháy. Nghe lỗ chầm. Nghe chầm nhỉ? Nghe anh. Vâng, vẫn vứt hai quả luôn. Anh thích mấy loại chầm chầm như này. Anh thích đanh 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 cơ, anh không thích chầm. Úi dồi, kiệt sức của mình. Duyên rồi. Cái này không, cái này không có flash nhỉ. Nó phải sáng choáng cơ, nhìn nó mới đẹp. Ok, có lẽ là video của tôi cũng kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Đừng quên này, một like, một share. Đặc biệt là một đăng ký kênh nhá, để ủng hộ chúng mình đồng. Bye bye các bạn nhá. I'm rich.